Chào mừng bạn đến với GGTV, kênh truyền hình online đầu tiên về handmade các sản phẩm dưỡng da. Mình tên là Thư, đến từ website onepassgarden.org và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn bạn làm sáp dưỡng thể. Có thể bạn băn khoăn không hiểu tại sao chúng ta phải làm sáp dưỡng thể khi mà bạn có thể ra ngoài thị trường và mua những cái sản phẩm với rất nhiều loại giá, từ rẻ cho đến đắt và với chất lượng cao. Tuy nhiên thì câu trả lời của tôi là như thế này, bạn không thể tìm ở đâu trên thị trường này có một cái sản phẩm an toàn đến độ thậm chí bạn có thể ăn được và 100% thiên nhiên. Vì thế mà hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm một mẻ sáp dưỡng thể với những nguyên liệu sau đây nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần 32g sáp đậu nành, 20g dầu dừa, 15g dầu hạnh nhân, 32g bơ hạt mỡ, phổ biến hơn với tên gọi là shea butter, 5g vitamin E và 5g dầu hương liệu, có thể là tinh dầu hoặc là hương liệu. Và lần này tôi sẽ chọn mùi hoa dành dành tại vì tôi thấy nó rất là thuần khiết. Chúng ta bắt đầu với việc đổ các loại dầu và sáp vào trong bát và cho bát vào trong lò vi sóng và đun cho đến khi nào nó tan chảy thì thôi. Bạn lưu ý là nên kiểm tra mỗi 15 giây một lần để phòng chuyện cháy hoặc là thậm chí là có thể nổ. Khi sáp đã tan chảy hết thì đây là lúc bạn bỏ bơ shea vào hỗn hợp và để nó tan từ từ ở nhiệt độ cao. Hỗn hợp này khi để nguội sẽ là sáp dưỡng thể 100% và bạn có thể thậm chí là ăn được. Trong trường hợp bạn muốn tạo hương liệu cho sản phẩm thì bạn có thể dùng một cái đếm giọt như thế này và lấy một chút hương liệu ra cho vào thành phẩm của bạn. Nên nhớ là một chút thôi vì phần hương liệu không nên quá 3% tỷ trọng của sản phẩm. Và bạn cũng lưu ý là khi mà bạn đã cho cái tinh dầu này vào rồi thì đây không còn là đồ ăn nữa nhé. Bây giờ là lúc mà chúng ta có thể đổ cái dung dịch của chúng ta vào cái khuôn, từ từ xúc một những thìa nhỏ cho vào khuôn như thế này. Và bạn có thể chờ khoảng từ 5 cho đến 15 phút cho đến khi mà sáp của bạn đông cứng lại, tùy vào nhiệt độ phòng của bạn cao hay là thấp. Sản phẩm hoàn thiện của bạn trông sẽ như thế này. Bạn có thể sử dụng nó trong vòng 1 năm rưỡi kể từ ngày sản xuất. Và đến đây thì bạn đã làm xong phần nghe nhìn và đã đến lúc bạn bắt tay vào làm một thỏi sáp dưỡng thể cho bạn. Đừng quên truy cập vào website www.grandpasgarden.org để biết thêm những cách làm về những sản phẩm dưỡng da khác. Chúc bạn thành công!